Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Auto về thêm mẫu vỏ thùng phun đơn 40 dòng JBL 715 đánh một bát và một kèn. Cái vỏ thùng này có một cái rất hay là anh em mình có thể nắp được cho cái họng kèn, cái họng kèn này có thể nắp được cho cái củ kèn 450 là vừa luôn anh em nhé, nắp luôn vừa luôn được con 450, ví dụ như con ND253 này là vừa luôn. Và đây là một trong những cái vỏ thùng tốt hiện nay. Tốt anh em có thể thấy đây như là cái thùng là thùng ván nhá. Ván ở đây, thùng ván. Và cái tai sách là bằng sắt. Bằng sắt anh em nhá, không phải bằng nhựa nhá. Bằng sắt đây. Đó. Đây bằng sắt anh em bê chắc chắn không bị gãy cái tai sách này. Chắc chắn. Đó. À, khi anh em mình ráp xong xuôi thì cái trong cái vỏ là bên trong này thì bên mình sẽ nót bông đầy đủ và một cái lớp nỉ để ghép giữa bát và thùng là mình sẽ làm đầy đủ hết anh em nhé. Và con này mặt trước là mặt sắt, mình chưa mang cái vỏ về, quên mất ở kho. Và cái lỗ quét gỗ của cái con này là 35,7 35,6 này. Đó. Đường kính anh em nhé. Đó. Bác nào trước khi cần cân nhắc cái bát thì mình có vừa hay không thì anh em mình quan tâm đầu tiên đến cái lỗ quét của cái thùng này. Đó. Còn đương nhiên là cái con này thì nó lắp được cho cả 750 luôn nhé. Lắp được cho cả 750 luôn. Trên ốc 750 luôn. Đó. Dòng họng kèn vuông và dày dặn. Rất là dày dặn. Đó. Dày dặn. Đó. Bên mình nhận ráp theo cấu hình của khách. Nhưng khách muốn dựng theo cấu hình thì anh em có thể vào Zalo để bên mình gửi cái thông số, những cái bát, cái tép, cái phân tần mình dựng. Anh mình dựng cả cấu hình từ thường, từ neo, bát côn 75, côn 100 đều nhận anh em nhé, đều nhận. Đây là cái vỏ thùng loại đắt nên cũng riêng cái vỏ thùng không thì cũng tương đối cao anh em nhé, tương đối là cao tiền. Đôi vỏ không đã là 2,5 triệu rồi anh em nhé, là 2,5 triệu đôi vỏ 40 này rồi. Quý vị và các bạn nào muốn mua vỏ hoặc là muốn lên thùng thì liên hệ trực tiếp với bên mình để được tư vấn và mua bán. Anh em mình có thể lên bát 40 với từ 19 côn 76 rồi ghép với một con ghép kèn 450 như này để anh em mình chơi ở những cái không gian rộng lớn trong nhà ấy. Còn ngoài trời thì kèn 450 nó không hợp lý. Anh em 450 này thì anh em mình tốt nhất là phải hai đôi thì mới ngoài trời được, còn một đôi thì anh em mình không nên đánh ngoài trời nhé. Đó. Hàng chất lượng hàng đẹp. Và anh em mình thấy cái vỏ kỹ này, người ta đã làm thêm một cái điều nữa này. Các bác thấy ở đây là người ta đã làm một cái ô để chứa những cái V5 châm lớn ở đây. Ví dụ như nhà anh em mà lắp cái từ 17 mà sợ nó bị gục thì người ta đã làm cho mình cái lỗ đây là 18,5. Họ làm rộng ra để mình còn xê dịch kê nhá, mình phải kê. Chứ không người ta làm ví dụ là khoét 17 luôn thì đôi khi là nó không vừa. Nhưng người ta làm như vậy để cho anh em mình cân đối rồi xê dịch thêm nhá. Đó, những cái vỏ như này là ít khi người ta làm kỹ như này. Đó, anh em thấy là nào đó. Đây, quay cho anh em xem, hơi tối một tí nữa. Anh em nào cần ráp dựng liên hệ mình nhé, chào anh em.